Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Theo các thương nhân, hiện nay lượng gạo nguyên liệu về ít, không có gạo cập cảng, giá gạo các loại ít biến động. Giá lúa hè thu khá ổn định và giá cũng tùy thời điểm thu hoạch. Giá lúa IR504 đang ở mức cao. Số liệu cho thấy tháng 4 2023, giá trị xuất khẩu gạo là 1,56 tỷ đô la Mỹ, giá xuất khẩu bình quân là 526 đô la Mỹ trên 1 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng gạo thơm đạt 530 đến 540 đô la Mỹ trên 1 tấn, mức cao nhất trong lịch sử. Cơ cấu thay đổi, gạo tráng thường hiện chiếm hơn 5% giá trị xuất khẩu, trong khi tỷ trọng gạo thơm, gạo nếp, gạo tẻ tăng nhanh. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau. IR504 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM380 6.200 đến 6.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.000 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, và nàng hoa chín hiện đang giao dịch với mốc từ 6.900 cho đến 7.100 đồng một ký. RVT 6.900 đến 7.100 đồng một ký, DS1 8.500 đến 8.800 đồng một ký, ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký, ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký, OM2517 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Sacmin 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau. Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM18 6.600 đến 6.800 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.600 đến 6.750 đồng một ký, IR504 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM5451 6.400 cho đến 6.500 đồng một ký, và nếp khô Long An hiện tại đang giao dịch với mốc là từ 8.600 cho đến 8.800 đồng một ký. Nếp khô An Giang 8.000 đến 8.200 đồng một ký, gạo nguyên liệu 9.600 đến 9.850 đồng một ký, gạo thành phẩm 11.000 đến 11.300 đồng một ký, tấm 9.400 đồng một ký và cám 7.350 đến 7.450 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Tài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM4900 6.500 đến 6.600 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Nàng Hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.200 đồng một ký, VNR20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.000 đến 7.200 đồng một ký, ST25 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau: Đài Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký, IR504 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM4900 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM5451 6.700 đến 6.800 đồng một ký, OM18 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.100 đồng một ký, VNR20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.500 đến 7.800 đồng một ký, Sacmin 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long như sau: IR504 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký và OM18 6.900 cho đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang: OM4218 7.200 đến 7.400 đồng một ký, IR504 6.700 đến 7.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8
6.900 cho đến 7.100 đồng một ký và OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký. OM18 7.500 đến 7.700 đồng một ký. ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký. ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký. Jasmine 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Japonica 9.100 cho đến 9.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký. IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Và nếp tươi Long An với mức giao dịch là từ 6.600 cho đến 6.800 đồng trên 1 kg. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký. ST25 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nàng Hoa 9 6.800 đến 7.000 đồng một ký. OM4900 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 6.400 đến 6.600 đồng một ký. IR504 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký. OM6976 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM4900 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Và OM4218 6.500 cho đến 6.700 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Gạo Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 15.000 đồng một ký. Nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 22.000 đồng một ký. Gạo thơm thát dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký. Nàng hoa 18.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo nhật 22.000 đồng một ký. Cám 7.500 cho đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.